nhằm kịp thời động viên và chia sẻ khó khăn trong giai đoạn dịch COVID-19 với người dân thành phố Đà Nẵng nói chung và quận Sơn Trà nói riêng. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đơn vị trong và ngoài thành phố đã vận động hỗ trợ hàng ngàn xuất quà nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con nhân dân trong các khu vực phong tỏa cách ly y tế. Sáng nay, ngày 10 tháng 8, DMT Group cùng các đơn vị thành viên công ty cổ phần DMT Marina, công ty cổ phần cấp nước Con Tum đã gửi tặng cho bà con quận Sơn Trà 1.000 xuất quà trị giá 300 triệu đồng, gồm các loại rau củ quả như ớt chuông, cà chua, khoai lang, xà lách, rau cải, rau rừng. Ủy ban Mặt trận quận Sơn Trà đã tổ chức tiếp nhận những xuất quà này và trao trực tiếp xuống cho bà con tại các phường đang phong tỏa trên địa bàn quận.